Đối với nguyên nhân mà do nước bẩn á, thì ở cái giai đoạn đầu của bệnh là mắt nó sẽ có triệu chứng là nhô ra ngoài xa hơn so với bình thường, hoặc là trong mắt mình sẽ quan sát là có phần đục. Nếu mà như thế á, thì các bạn sẽ thay khoảng 60-80% nước. Và khi mà nước bị bẩn á, thì cũng có thể là do nguyên nhân là do cái hệ thống lọc nó bị bẩn. Nên lúc này chúng ta cũng phải cần lại rửa sạch cái hệ thống lọc. Thì trong khoảng chừng 2-3 ngày thì cái bệnh này nó sẽ dần dần được hồi phục. Trong trường hợp mà nguyên nhân gây ra đó là do vi khuẩn Pseudomonas thì trong cái giai đoạn đầu thì có thể chữa khỏi bằng cách là các bạn tắm muối cho cá từ 0,5 đến 0,8% hoặc là tắm thuốc bằng cái chất là arguten. Nhưng mà hiện tại cái chất arguten này ở Việt Nam là đang cấm sử dụng, và cái loại thuốc mà để chữa bệnh đúng cho đặc trị cho căn bệnh này á thì hiện mình tìm được thì chỉ có bên Nhật thôi. Nên là hiện tại mình vẫn chưa tìm ra được một cái loại thuốc nào thật sự có hiệu quả hoặc là có những cái chất tương tự như cái loại thuốc của Nhật. Nhưng là mình tin rằng sắp tới thì mình sẽ mau sớm tìm được loại thuốc đó, và khi tìm được thì mình sẽ chắc chắn chia sẻ với các bạn. Mà nhưng mà đầu tiên ở cái bước mà xử lý đầu tiên là các bạn phải tách cá ra và thực hiện ngâm muối cho cá.